Sức khỏe bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hàng loạt cán bộ công an quận Tây Hồ bị đề nghị xử lý. Nữ giúp việc trộm tài sản của chủ bị bắt sau 14 năm lẩn trốn. Cái kết đẹp cho người đàn ông lang thang lưu lạc suốt 12 năm được đoàn tụ gia đình trong những ngày giáp Tết. Quý vị đang đến với bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất vào trưa nay, ông Đỗ Hữu Chức, chú xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, phấn khởi cho biết, cho đến sáng nay, sau 10 ngày được các bác sĩ tích cực cấp cứu, cháu nội của ông là bé DNA đã có tiến triển tốt về sức khỏe, các ngón chân đã có thể cựa quậy. Tôi vừa ở viện về đến nhà, sáng nay phấn khởi quá, cháu nó đã cựa quậy được ngón chân rồi, tôi cảm thấy sức khỏe của cháu có phần tốt hơn, giờ chỉ mong cháu nó vượt được qua kiếp nạn này và có thể làm người, ông Chức phấn khởi nói. Ông cũng cho biết thêm, hiện các bác sĩ chưa thông báo về thời gian mổ lấy đinh ra cho bé NA. Mặc dù vậy, theo đánh giá của ông Chức, thì việc mổ lấy đinh có thể sẽ phải chờ thêm nhiều ngày nữa vì sức khỏe của bé A vẫn còn đang yếu, còn đang hôn mê. Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 17 tháng 1, bé NA vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất sau khi tiếp nhận bệnh nhân đã tiến hành đặt ống, chụp phim, làm chẩn đoán thấy trên phim X-quang có hình ảnh cản quang trên hộp sọ của bệnh nhi. Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê, nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, Bệnh viện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Sanh Pôn, đồng thời báo Công an huyện Thạch Thất do thấy dấu hiệu bất thường. Tại Bệnh viện Sanh Pôn, qua chụp cắt lớp phát hiện trong sọ não của bé A có 9 chiếc đinh bị đóng vào đầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, Công an xác định Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú tại Thạch Thất, chính là kẻ đã đóng đinh vào đầu bé A. Không chỉ thế, hắn còn từng pha thuốc độc vào chai nước để lừa bé A uống, còn ép con gái của người tình uống đinh vít và đánh gãy tay bé gái này. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị vụ 6 của viện này truy tố ông Phùng Anh Lê, cựu đại tá, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ cùng 3 thuộc cấp về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Trong vụ án nêu trên, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định ông Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ là người ký quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Tài. Khi ông Lê chỉ đạo cấp dưới thả Tài, ông Hải không có mặt tại cơ quan Công an quận, cũng không được báo cáo. Vẫn theo cơ quan điều tra, ông Hải chỉ biết đến việc Tài được tha nên không có căn cứ xác định là đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên, với vai trò là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, ông Hải chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ dẫn đến sai phạm của nhiều cán bộ chiến sĩ. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định, kết luận nêu. Còn đối với ông Lê Sinh Hùng, Phó trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an quận Tây Hồ, được phân công đảm bảo an ninh, an toàn tại nhà tạm giữ. Đêm ngày 22 tháng 9 năm 2016, dù không phải ca trực, nhưng khi nhận được cuộc gọi của bị can Lê Đình Trung, báo có đội cảnh sát hình sự đến nhận Tài theo chỉ đạo của ông Lê, ông Hùng đã trao đổi rằng việc tiếp nhận đối tượng phải làm theo quy định, nên không có căn cứ xác định là đồng phạm. Song cơ quan điều tra cho rằng, với vai trò là người đứng đầu cơ quan thi hành án hình sự, phụ trách nhà giam giữ để xảy ra sai phạm, nên ông Lê Sinh Hùng bị cơ quan điều tra kiến nghị xem xét xử lý hành chính. Một trường hợp khác là ông Nguyễn Quang Huy, đội trưởng đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận Tây Hồ, khi nhận được điện thoại của bị can Trung báo cáo về việc đội cảnh sát hình sự đến nhận người. Huy đã nói với Trung, sếp đã chỉ đạo thì phải nghe thôi. Quận này của sếp cả, muốn làm gì chẳng được, và không yêu cầu Trung thực hiện theo quy định. Do quá trình điều tra, không thu được tài liệu, chứng cứ thể hiện việc Huy biết ông Lê chỉ đạo thả người nên không có căn cứ xác định là đồng phạm trong vụ án. Cơ quan điều tra cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hành chính đối với Huy. Đáng chú ý, tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã bóc tách vụ án, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để tiếp tục xem xét, xử lý đối với một số cán bộ liên quan khác. Cụ thể, trường hợp của Phan Tất Hùng, điều tra viên đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận này, bị cáo buộc là người hướng dẫn Nguyễn Hữu Tài viết cam kết theo yêu cầu của bị can Ngọc, đưa Tài xuống sảnh tầng 1 trụ sở Công an quận để Tài về không theo trình tự thủ tục nên bị xác định có dấu hiệu của tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án tù.
Xét tính chất, mức độ thấy không cần thiết phải xử lý hình sự Hùng trong vụ án này, nhưng cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tách vụ án để điều tra, xem xét xử lý đối với Hùng nếu có căn cứ ông này liên quan đến vụ án, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Còn ông Nguyễn Văn Thuận, cán bộ quản giáo trực nhà tạm giữ, là người trực tiếp bàn giao tài cho bị can Ngọc, nhưng Thuận không biết việc bàn giao tài cho Ngọc để làm gì, cũng không biết việc thả tài là chỉ đạo từ trưởng công an quận. Do đó, cơ quan điều tra kiến nghị xử lý hành chính đối với Thuận. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1982, trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, sau 14 năm đối tượng này lẩn trốn. Theo hồ sơ, vào năm 2008, Huế làm giúp việc cho một hộ gia đình trên địa bàn phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Do nảy sinh lòng tham, đối tượng đã trộm cắp tiền, vàng của chủ nhà rồi bỏ trốn. Sau đó, đối tượng bị Công an quận Ba Đình truy nã theo quyết định số 25 ngày 24 tháng 10 năm 2008 về tội trộm cắp tài sản. Sau 14 năm, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Liễu Giai phối hợp cùng với đội điều tra tổng hợp Công an quận Ba Đình đã phát hiện đối tượng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công an quận Ba Đình đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Huế tại nơi lẩn trốn. Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, những ngày cuối năm, dù ngược xuôi tất bật, nhưng ai cũng cố gắng gói gọn công việc để trở về đoàn viên bên gia đình trong dịp năm mới. Thế nhưng cũng có không ít những người tha hương vì điều kiện không cho phép, kinh tế eo hẹp, phải đón Tết xa nhà. Những ngày vừa qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh một ông chú lang thang, râu tóc bù xù được đăng tải trên TikTok đã khiến cho nhiều người xôn xao. Theo đó, sau khi lang thang khắp các huyện ở tỉnh Hà Giang, ông chú này đã được một gia đình kêu mang cho đồ ăn mỗi ngày, nên ông chú thường xuyên đến ngồi trước ghế cửa nhà để chờ đợi. Những tưởng sự tốt bụng của chủ nhà chỉ dừng lại ở đó, nhưng may mắn thay, nhờ những đoạn clip được chia sẻ trên TikTok ấy đã giúp cho người đàn ông lang thang tìm được gia đình. Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Dương Hương ở Hà Giang, người đã kêu mang cụ trong vài tháng qua cho biết, ông chú ấy thực ra lang thang khắp các huyện trong tỉnh Hà Giang từ lâu lắm rồi. Nhưng đến nhà mình thì mới khoảng 3-4 tháng nay thôi, vì là nhà mình mới sắm hai chiếc ghế đá ở trước cửa nên ông hay đến đây ngồi. Ban đầu mình nghĩ ông ấy là người bình thường, ý là ý thức bình thường, chỉ đi xin ăn thôi. Nhưng sau khi mang đồ ăn cho ông thì ông không biết cách bóc vỏ, xúc cơm. Sau lần đấy thì mình hiểu ông ấy giống như một đứa trẻ con, nên khi cho đồ mình đều cho cẩn thận và hướng dẫn từng chút một. Dịch bệnh cũng hướng dẫn đeo khẩu trang, lâu dần hình thành thói quen nên ông chú hay đến ngồi ở trước cửa chờ đợi. Bên cạnh đó, chị Hương cũng cho biết bản thân cũng bất ngờ, không nghĩ rằng chỉ với những clip quay ông chú đăng trên mạng xã hội lại giúp đỡ người đàn ông tìm được gia đình. Vào hôm Tết Dương Lịch, mình có đăng clip đưa đồ ăn cho ông chú lên mạng xã hội. Không ngờ sau đó có người liên lạc với mình để nhận người thân bị thất lạc nhiều năm. Vào ngày 24 tháng 1 đã lên đón về. Chị Hương cho biết ban đầu chỉ gặp ông chú thấy cũng hiền lành nên thương lắm. Nhà mình để riêng bát đũa cho ông ấy luôn. Vì vậy người thân và hàng xóm hay trêu mình là bạn trai của chị Hương lại đến kìa. Chồng mình cũng trêu bảo là người tình kiếp trước của mình. Ba đứa trẻ con cũng cuốn quýt với ông chú này lắm. Sáng nay có đến thắp hương ông công ông táo, mình có đồ xôi, khi bọn trẻ ăn nó vẫn hỏi, mẹ ơi có phần ông cụ không? Vì từ khi gặp người đàn ông này, mấy đứa trẻ vẫn luôn gọi là ông cụ. Có gì ăn chúng nó cũng để phần, từ những chiếc kẹo, chiếc bánh nhỏ nhất. Chị Hương cho biết, dù gia đình đã liên lạc để tìm đón chú về, nhưng do tình hình dịch bệnh nên mãi hôm qua 24 tháng 1, các anh em của người đàn ông này mới từ Kim Bôi Hòa Bình lên đón về. Theo gia đình chia sẻ, với mình thì ông chú lang thang bao nhiêu năm từ cuối năm 2009 nhưng không nhớ đường về nhà. Nói được ít câu nhưng lại chỉ hiểu được tiếng Mường. Gia đình đã cố gắng đi tìm nhưng không có tung tích, đến mức gia đình tưởng rằng ông ấy đã qua đời và đã lập bài vị được 2 năm nay rồi. Cuối cùng thật may mắn khi ông ấy đã được đoàn tụ cùng gia đình, được về với mẹ sau 12 năm xa cách. Hôm qua mình có gọi điện về hỏi thăm khi ông chú đã được về với gia đình thì được người thân cho biết khi về nhà là ôm chặt lấy mẹ già, chị Hương chia sẻ. Bên cạnh đó, chị Dương Hương cũng cho biết mừng cho ông chú khi đã được đoàn viên với gia đình sau nhiều năm lang thang khắp nơi. Nhưng khoảnh khắc chia tay cũng thấy hụt hẫng lắm. Chỉ mong từ giờ chú sẽ có được cuộc sống hạnh phúc trong vòng tay mẹ già và các anh em con cháu. Câu chuyện về một ông chú lang thang, lưu lạc xa gia đình suốt 12 năm, may mắn đã tìm được người thân trong những ngày Tết cận kề, mới khiến cho người ta thật sự xúc động. Có lẽ chuyến đi cuối năm, chuyến trở về nhà,
về với mẹ già này của người đàn ông lang thang sẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Và thông tin tốt đẹp này cũng đã khép lại bản tin an ninh trật tự của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.